Kính thưa các bạn, hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về đức Phật trùng tỏ ngộ trị bệnh cứu đời. Tiết già chia sẻ để các bạn biết rằng là chúng ta cũng như là trên trần gian này rất rất là hả nhiều người tu, càng tu càng nhiều chừng nào thì khi mà trần gian mà xảy ra một cái uh, việc giống như là hả bệnh tật ốm đau á là có Phật đến cứu đó các bạn. Còn nếu như mình tu ít quá thì coi như hả Phật không có đến thế gian để cứu độ chúng sanh. Cũng như là trong cái kỳ mà dịch uh, Covid vừa qua đó các bạn, dịch bệnh tấn công mà không có Đức Phật đến cứu ai hết luôn á các bạn thì tiết già chia sẻ tại vì ngày xưa đó là cũng như là dân chúng tu hành rất là nhiều vào năm 1868 là năm mậu thìn nó tại vì cái năm thìn đó các bạn biết không là thường á là nó xảy ra những cái chuyện dịch bệnh ốm đau khổ sở dông gió bão tố gì cháy nổ gì nói chung là hả năm thìn á là cái chuyện nó không có may nó xảy ra cho mình đó các bạn cho nên năm nay á, coi như là chúng ta phải cố gắng tu tập tinh tấn mà tu hành để vượt qua đó bây giờ tiết già chia sẻ nè cũng như tại sao mà gọi là phật trùm đức phật cũng như cái xác phàm giống như mình thôi à các bạn mà tại sao gọi là phật tại vì á, quanh cái vùng mà tà lơn á là nhân dân á, là bị bệnh dịch á, coi như là chết vô số kể nha các bạn cái thời năm 1868 này á, dịch bệnh mà dịch tả đó các bạn nó còn hơn là covid nữa covid có thể giống như là mình còn kéo dài được đúng không các bạn còn dịch tả đó hả là hả nằm là sải tay sải chân dễ chết hơn đó các bạn rồi cái thời đó đó là coi như là ngài Phật Trùng này á rồi cũng mang bệnh luôn nha các bạn, cũng mang bệnh giống như chúng ta vậy nè. Mà ngài cũng chết luôn giống như chúng ta vậy đó. Đó các bạn thấy không? Nhưng mà hả ngài chết về ban đêm, cho nên gia đình nghĩ rằng là hả để hoàn lại để sáng hôm sau rồi mới đem quả tán ngài. Nhưng mà hả giống như hả bất ngờ là trời mà vừa rạng sáng đó các bạn không có tới sáng đâu nhưng mà ngài tự nhiên á là ngài sống lại nó rất là lạ cái chỗ này nè rồi ngài đi đứng mạnh giỏi bình thường nhiều người mà à, giống như là campuchia mà sống lại á là mừng rỡ hỏi thăm nó các bạn tại vì ngài là người campuchia cho nên ngài không trả lời tiếng khmer nó 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 có những cái mà nó rất là độc lạ ngài còn bảo vợ con á từ đây sắp tới á, giống như là nói năng á là theo cái phong tục người việt nó tại vì coi như là gia đình ngài là campuchia nha các bạn nhưng mà hả ngài tự nhiên chết đi sống lại cái ngày à, à, bắt đầu nói tiếng việt rồi hả à, sống theo phong tục của người việt mình ngài chết đi sống lại là bắt đầu ngài nói tiếng việt không có nói tiếng campuchia nữa đó rồi bắt đầu ngài nói nè ở đời hạ giới yêu ma phật cho thầy xuống để mà giảng dân cái đời hạ quân này á là yêu ma tức là nó rất là đau khổ nó rất là hạ quỷ quái ma tinh nó làm cho mình đau khổ cho nên nó phật cho thầy xuống để mà giảng dân tuy là phần xác của miên hồn trùm của phật xuống lên dạy đời đó ngài coi như là ngài nói mấy câu như vậy đó các bạn thì từ ấy là bắt đầu sao nè ngài trị bệnh coi như là lúc đầu á là ngài trị bệnh gì bệnh dịch tả trong cái thời đó là bệnh dịch tả cũng như là hoành hành dân chúng đó các bạn cho nên ngài cũng như là à, trị bệnh dịch tả khi mà bệnh dịch tả hết rồi á là ngài trị giống như bá bệnh gì đó tức là bệnh gì ngài cũng trị hết đó các bạn thấy rằng là coi như là trần gian mình ước có một vị Phật ra đời hay là một vị Minh sư ra đời để cứu nhân độ thế để độ đời, độ người tu hành rồi độ cũng như là ai hữu duyên mà bệnh tật ốm đau á được Phật cứu độ đó các bạn thì mình rất ao ước đúng không các bạn. Nhưng mà ngược lại trần gian á nó khổ nổi như thế này nè. Khi mà Bồ Tát xuống thế gian rồi Phật ra đời hay là giống như là minh sư gì đó các bạn là hả cũng như là hả khuyên người đời tu niệm, đúng không? Là bắt đầu nghe hơn thua nè, rồi nói cao nói thấp nè, rồi giống như là hả nói thế này thế kia giả thật gì đó. Tu thì kiểu như là mình lo tu đi đúng không các bạn? Rồi giống như mình tu được rồi, mình chia sẻ lại cho người khác tiếp tục tu nữa thì tất cả chúng ta cùng nhau tu đúng không các bạn rồi vào cái khoảng mà giống năm 1870 á ngày bị du cáo tại vì cái tiếng đồn á là càng ngày nó càng xa cũng như là có một vị nào mà tại sao mà ngộ ghê vậy đó cũng như bệnh gì trị cũng hết hết đó các bạn mà trị bằng giống à, sáp đèn cày đó các bạn đó mà ngài trị coi như là trị đâu là hết đó rồi cái tiếng đồn à, bao nhiêu người lại gần ở các bạn rồi xong rồi ai cũng muốn cầu đạo ai cũng muốn giống quy y ai cũng muốn giống như làm tín đồ các bạn công nhận hôn nó thì bắt đầu mình thấy như vậy là bắt đầu coi như là mình mới chịu tu chứ còn hiện tại bây giờ á, là mình chưa thấy phật thì coi như không ai chịu tu nhưng mà rất tiếc là Phật không có xuống thế gian hoài hoài đúng không các bạn rồi năm 1870 á có người, người ta ghét ngài ta vu cáo ngài người ta sẽ nói ngài giống như là mượn cái chuyện đạo này nè rồi trị bệnh rồi hả để quy tụ người cho nó đông tại vì thường thường á là cũng như là À, những cái chế độ mà người ta rất là sợ mà ai mà quy tụ họp đông á ta sợ lắm á các bạn nên cũng như là cái thời đó đó là cái nhà cầm quyền á bắt ngài cũng như là về châu đốc nè không cần xét hỏi thực hư như thế nào hết không cũng như là không có tra hỏi gì hết á tại vì người ta đồn quá chừng rồi đúng không rồi đem ngài á, giam vào ngục rồi hả nhưng mà dân chúng á coi như là vẫn thấy ngài Đi thông thả và dạo chơi gọi là bình thường ở ngoài đường, ngoài phố, ngoài chợ. Đó, rồi bắt đầu người ta sẽ đồn đón nữa. Tiếng đồn nó cũng như nó gian dội thêm nữa. Thì lúc ấy thì coi như là nhà cầm quyền Pháp á, là họ hết sức mà gọi là nghi nan giống như là họ vừa sợ vừa lo họ nghĩ rằng là ngài có thần thông biến hóa đây rồi ngài có phép màu rồi ngài làm những cái chuyện đổ chánh quyền hay là ngài làm tiêu tan chánh quyền gì đó người ta rất là sợ tại vì đời người ta sợ lắm đúng không các bạn rồi cái họ bắt ngài vào gì vào củi sắt nè rồi đem cũng như là luyện xuống dưới sông luôn chứ bắt ngài mà vào trong ngục trong cái chỗ tù tội thì ngài cũng đi thông thả bình thường kỳ này tức quá coi như là đóng cái củi sắt mà để cũng như là hả chuẩn bị để luyện ngài xuống dưới sông luôn thì cái lúc mà khi ngài đi á thì coi như là ngài ngồi điềm nhiên trong củi hút thuốc bình thường nó tại vì thường thường á là những vị Phật á mà xuống thế gian á các bạn quý không là mang cái xác phàm này á là cũng ăn cũng uống cũng bình thường như mình đó các bạn. Nhưng rồi á nhiều tín đồ á rất là đau đớn á các bạn, cũng như là đau lòng tại sao mà thư phụ của mình nè, thầy của mình đó là bị cũng như là hành hạ như vậy thì rất là nhiều tín đồ người ta giả như là buôn bán thương khách, thương gia, thương buôn gì đó các bạn nó đại khái là buôn bán đi ha cái làm bộ buôn bán gì đó cũng như là để đến cũng như là thăm dò ngài à, thăm dò tin tức ngài tại vì quá đau lòng khi sư phụ mình giống như là bị hành hạ đau đớn như vậy ai cũng nghĩ rằng á, là ngài không có thể sống sót được tại vì quá hành hạ ngài rồi đến lúc sau á là tự nhiên á là họ thấy ngài giống như là xả tóc ung dung đi đứng trên đường bình thường nó tiếp tục nữa đó các bạn rồi bắt đầu cái họ coi như là họ tức quá coi như cái nhà cầm quyền họ tức quá coi như là họ tra tấn ngài mà coi như là đủ cách mà tại sao ngài không chết nữa ngài vẫn sống bình thường là kỳ này họ tức quá coi như là họ cũng như là À, bỏ ngài bắt ngài đội cái chảo dầu rồi hả bắt ngài nhúng vô cái chảo dầu gì đó các bạn đây là lời kể cũng như là à, viết sách để lại đó các bạn rồi ngài an nhiên coi như là không có sợ một chút gì hết ngài bình thường gặp mình mà coi như là mình chiên một cái gì đó mà nó văng dầu thử các bạn thấy nó rất là đau đúng không các bạn rồi coi như là họ đem ngài ra bắt đầu họ kiểm tra lại xong rồi hả, không có một cái vết phỏng nào hết. Nó bắt đầu họ đai ngay đủ kiểu nữa nha các bạn. Còn tiếp tục nữa nhưng mà họ giống như là hành hạ, họ đai ngài đủ kiểu hết mà coi như ngài không có chết bởi vì tại sao mà tất cả dân chúng mà cũng như là gọi ngài là Phật đó các bạn. Thì tiết già chia sẻ cũng như là bao nhiêu thôi chứ còn rất là nhiều nữa nha các bạn nó rất là dài cái câu chuyện này nhưng mà ngài luôn luôn á là coi như là cứu độ bệnh nhân á và nhắc nhở cũng như là sớm lo tu tỉnh nó còn hả giống như là cái chuyện này á là nếu mình kể là nó rất là dông à, dài thế bây giờ mình chia sẻ và ngừng lại và cũng là không quên giống chia sẻ cho các bạn giống như là hãy nhắn nhủ rằng là các bạn nào chưa tu á thì hãy nhanh chóng mà tu nó coi như là phật xuống thế gian đã độ chúng sanh bao lần rồi mà tại vì coi như cái thời này nó hỗn loạn quá cho nên á không có đức phật nào đến thế gian để độ mình hết mình không có nhìn thấy thì bây giờ mình nghe lại những cái câu chuyện như vậy thì mình coi như là à, cũng như cố gắng mà tu hành thì vì ngài đã trước khi tịch đó là ngài có để lại sấm giảng khuyên người đời tu niệm và ngài à, tiên đón cái việc thiên cơ sắp tới là coi như là trần gian rất là khổ tại vì cái kỳ này là cái kỳ hạ quân mà cái thời của ngài là đang hạ quân mà bây giờ gọi là hạ quân cuối tức là hạ quân hạ tức là mãn cái hạ quân luôn đó các bạn cuối cùng của cái hạ quân cho nên họ rất là khổ sắp tới đây nó càng khổ nữa đó các bạn rồi ngài mới viết rằng mặt tình ai có tôn ti ta đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu thấy đời sao quá âm u dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua quân tàn biến chuyển phong ba, coi như là ngài viết để lại cũng như là hả cái quân tàn này nó biến chuyển phong ba, tức là cái sự mà chuyển biến mà không ngừng từng phút từng giây mà nó nhanh như chớp luôn, bởi ngó qua ngó lại là nó cháy mất tiêu, ngó qua ngó lại là nó sụp đất, đó các bạn thấy không nó rất là rõ ràng rồi dịch bệnh tấn công nói chung là không có ngừng nghỉ cho mình hả giống như để thở luôn nào là kinh tế thị trường nào là thất nghiệp rồi nào là đóng cửa xí nghiệp gì tất cả tấn công hạ nhân loại mà không có thở nổi luôn đó các bạn thấy không mà trong khi đó đó cũng có những người may mắn có được chén cơm ăn rồi có được sự sống trên trần gian đây là một cái phước rất là lớn đó các bạn tại vì cuộc trần thế kỳ ba này nó đau khổ lắm thương tàn chết chóc bệnh tật ốm đau đói nghèo coi như là điên dại rồi còn tật nguyền nữa các bạn thấy không tại vì cái kỳ này cái kỳ cuối cho nên là phải coi như là giải quyết rốt ráo hết luôn đó các bạn cho nên đức phật trùm mà xuống thế để độ người đời tu niệm đó cho nên tiết già chia sẻ cái bài này là để các bạn thấy rằng là người tu dù bị khảo đảo nè rồi hả cũng như là dù bị người ta mắng chửi hay là người ta nói như thế nào thì tâm mình phải vững nha các bạn ai nói gì nói mà mình người tu mình cũng không có được phép giận người ta nữa nó mình chỉ đi thẳng một đường mà tu thôi nó dù ai mắng nhiếc chửi rủa hay như thế nào mình cũng phải ráng nhịn đó là cái hạnh của người tu chỉ cũng như là một lòng khuyên người đời tu cho kịp thôi chứ không có giận người đó là tiết già học và chia sẻ để nhiều khi các bạn bước vào đường tu đó các bạn biết không nó dễ bị khảo đảo lắm nó hơn thua nó giận hờn nó bức rứt trong người nhưng mà khi tu một thời gian rồi cái tự nhiên cái nó an nhàn nó hạnh phúc nó vui vẻ à các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo